Ngày 22 tháng 9, ông Hồ Văn Núi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, địa phương này vừa xuất hiện một số hố sụt lớn do ảnh hưởng của mưa lũ với độ sâu từ 12 đến 15 m trong khu vực vườn nhà người dân. Cụ thể, hố sụt thứ nhất xuất hiện tại vườn nhà ông Hồ Bình Hiền ở bản km 14 với chiều rộng khoảng 5 m, sâu khoảng 15 m. Nơi sụt lún cách nhà bếp nhà ông Hiền chỉ khoảng 1,5 m. Hố thứ hai nằm trong vườn nhà ông Hồ Văn Xá ở bản Khe Sung, Hố sụt này rộng hơn 2 mét, sâu 12 mét và chỉ cách nhà ông xá khoảng 50 mét, cách nhà của một hàng xóm chừng 20 mét. Theo lời kể của người dân, trước khi những hố sụt lún này xuất hiện, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn dưới lòng đất. Sau đó mặt đất trong vườn nhà đột ngột sụt xuống, tạo thành những hố sâu mà bà con địa phương ví như hố tử thần bởi kích thước và độ sâu đáng sợ. Chủ tịch xã Ngân Thủy Hồ Văn Núi cho biết thêm, hiện địa phương đã vận động các hộ gia đình đến tạm trú tại các gia đình hàng xóm và lập hàng rào, gắn biển cảnh báo nguy hiểm để người dân không đến gần, đồng thời kiến nghị các đơn vị liên quan có phương án xử lý các hố sụt này. Sáng ngày 22 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo mưa lớn gây ngập lụt lũ quét sạt lở đất ở rất nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó có Hà Nội. Hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực vùng núi phía Bắc. Dự báo ngày và đêm ngày 22 tháng 9, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Ngày 22 và ngày 23 tháng 9, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 20 tới 23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Khu vực Hà Nội trời mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến là 21 đến 23 độ. Ở khu vực Trung Du, Đông Băng Bắc Bộ, Hòa Bình, có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rông, với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rông, với lượng mưa phổ biến 40-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh ở khu vực trung và nam trung bộ, tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 10 tới 30 mm cục bộ có nơi trên 80 mm mưa tập trung vào chiều và đêm mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất trên sườn dốc thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của tổng cục khí tượng thủy văn tại địa chỉ https 2 gạch chéo gạch chéo lũ quét sạt lở chấm nchmf gov vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét sạt lở đất Tại Hà Nội, hiện nay khu vực nội thành Hà Nội đang có mưa vừa đến mưa to. Dự báo trong vòng 3 tới 6 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 tới 50 mm, có nơi trên 60 mm. Cảnh báo đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 10 tới 30 cm, một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu 25 tới 50 cm, bao gồm các quận Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Hà Đông. Trên biển, từ sáng ngày 22 tháng 9, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7 giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 tới 3 m Hiện nay, giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 17 tới 20 độ vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp, lúc 1 giờ ngày 22 tháng 9 có vị trí ở vào khoảng 18,5 đến 19,5 độ vĩ Bắc, 110,5 đến 111,5 độ kinh Đông. Ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông mạnh. Ở Huyền Trân đã có gió giật cấp 8, Phú Quý có gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Ngoài ra, ngày và đêm ngày 22 tháng 9, ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Cà Mau, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và giữa Biển Đông, có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Cơn bão số 4 đã đánh dấu trong mùa mưa bão năm nay ở miền Trung. Cơn bão này tuy không mạnh như bão số 3 nhưng diễn biến rất nhanh và mưa lớn so bão cũng khiến mực nước các sông dâng cao, gây ngập lụt và sạt lở ở nhiều nơi. Một người đã thiệt mạng khi đi qua ngầm tràn. Nghệ An mưa lớn diện rộng, tuyến đường quốc lộ 7C, quốc lộ 15, đường 46B và nhiều đường liên xã thôn bản bị sạt lở ngập úng có đoạn ngập sâu, đường vào xã Ngọc Lâm thành trường bị chia cắt hoàn toàn do ngập ngầm tràn. Tại xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, một người thiệt mạng do lũ cuốn khi đi qua ngầm tràn. Các hồ thủy điện như Khai Bố, Bản An, huyện Tương Dương cũng phải tăng lưu lượng xả do mưa lớn. Mưa lớn liên tục cũng làm mực nước tại sông Ngàn Sâu và Ngàn Phố ở Hà Tĩnh dâng cao, một loạt hồ thủy điện trên địa bàn phải xả tràn. Bàn giao tre ở huyện Hương Khê bị cô lập do mưa lũ và sạt lở. Các hộ dân ở huyện miền núi Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh được di rời để tránh sạt lở đất đá. Hơn 12.000 học sinh phải nghỉ học. Tại vùng núi Quảng Bình, hơn 600 hộ dân ở các xã Tân Hóa, Yên Hóa, Thục Minh Hóa ngập nặng do mưa rất lớn. Huyện Bố Trạch cũng có 9 điểm bị ngập lụt, có điểm ngập sâu từ 1 đến 5 mét, một số thôn bản bị chia cắt, vân vân. Mưa lớn, nước sông danh lên nhanh, gây ngập lụt một số nơi ở huyện Tuyên Hóa. Trong đó, 50 ngôi nhà ở xã Thanh Hóa và Thanh Thạch ngập nặng, có nhà ngập gần đến nóc. Trên các tuyến đường giao thông có 86 điểm sạt lở, gây chia cắt cục bộ tập trung ở các huyện Tuyên Hóa, Bố Trạch, Minh Hóa, Quảng Trạch. Khả năng bão và mưa lũ sẽ xuất hiện dồn dập khi dự báo cuối tháng 9 và đầu tháng 10 trạng thái khí quyển sẽ chuyển sang pha La Nina. Với xác suất xuất hiện 60 tới 70% thì hiện tượng La Nina sẽ khiến số lượng cơn bão áp thấp nhiệt đới sẽ nhiều hơn trung bình mọi năm, dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ còn khoảng 4 tới 6 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, trong đó có 2 tới 3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, trọng tâm là khu vực Trung Bộ. Đề phòng bão áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên khu vực biển đông và không loại trừ xuất hiện những cơn bão mạnh. Trước diễn biến như vậy, thì khả năng mùa mưa năm nay cũng sẽ kéo dài và lượng mưa sẽ lớn hơn trung bình nhiều năm. Cao điểm mưa lũ rồn dập nhất sẽ rơi vào tháng 10, tháng 11. Với tác động của hiện tượng La Nina, tổng lượng mưa tháng 9 đến tháng 11 năm 2024 ở miền Trung phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10 tới 30%. Mưa lũ trên các sông xuất hiện tương đương trung bình nhiều năm, đỉnh lũ năm 2024 ở hạ lưu sông Bắc Trung Bộ ở mức báo động 1 đến báo động 2, các sông Trung Trung Bộ sẽ từ báo động 2 báo động 3 và các sông nhỏ trên mức báo động 3. Các sông Nam Trung Bộ giao động mức trên báo động 2, thời gian lũ có thể kéo dài hơn mọi năm, cao điểm sẽ tập trung trong tháng 10-11 tháng 11 năm 2024. Nhận định năm nay, mưa lũ khu vực Trung Bộ khắc nghiệt hơn năm 2023. Lượng mưa nhận định lớn hơn so với trung bình nhiều năm. Nguy cơ về sạt lở lũ quét sẽ khắc nghiệt hơn so với mọi năm. Trong đó, khu vực Thanh Hóa, Quảng Ngãi sẽ là khu vực trọng tâm chịu ảnh hưởng của lũ quét sạt lở đất. Mùa mưa bão đến, ngoài gió mạnh, mưa lớn, ngập lụt, thì sạt lở cũng là mối nguy hiểm hàng đầu và cũng là một trong những loại hình thiên tai cướp đi nhiều sinh mạng nhất. Ngay như cơn bão số 3 vừa qua, trong hơn 300 người thiệt mạng mất tích thì đa phần đều là do sạt lở đất đá. Đây cũng là nỗi lo thường trực của bà con miền núi Hà Tĩnh, Quảng Trị mỗi khi có mưa lớn và bão lũ. 19 hộ dân ở dưới chân núi chùa xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân cũng lâm nớp lo âu khi trên đỉnh núi đã xuất hiện một vết nứt rộng khoảng 1 mét, kéo dài hàng trăm mét, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng của người dân. Tại Quảng Trị, hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đa Cơ Đông cũng đang ở trong vùng nguy hiểm do sạt lở, đặc biệt là thôn Cupua, huyện Đa Cơ Đông khi các hộ dân nơi đây đang phải sống tranh vanh như thế này trên tuyến quốc lộ 9. Còn đối với xã Xã Húc, huyện Hướng Hóa là nơi chịu thiệt hại nặng nề sau đợt sạt lở năm 2020 với 7 người thiệt mạng. Đến nay, cứ mỗi khi mưa to là người dân lại lo sợ và tìm cách ứng phó. Cuộc sống người dân vùng sạt lở luôn thấp thỏm lo âu bởi sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhu cầu xây dựng thêm nhiều khu tái định cư mới là rất lớn và cấp bách để đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Đó cũng là mong muốn lớn nhất của người dân để an cư lạc nghiệp. Thiệt hại sẽ được giảm thiểu nếu như có sự chung tay chủ động phòng ngừa, ứng phó ngay từ sớm, ngay từ đầu mùa, từ các cấp chính quyền đến người dân. Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai cũng đã đưa ra những phương án phòng chống trước thiên tai với nhận định như vậy thì với các cấp chính quyền và người dân miền trung mặc dù có nhiều kinh nghiệm nhưng vẫn cần chuẩn bị các phương án tập trung chuẩn bị lực lượng phương tiện sơ tán những người dân các khu vực có nguy cơ cao ngập sâu lũ quét sạt lở đất và đồng thời điều chỉnh lịch sản xuất cho phù hợp giảm thiểu thiệt hại với người dân, cần chuẩn bị phương án 4 tại chỗ, theo dõi các thông tin trên các phương tiện đại chúng, chuẩn bị từ sớm từ xa, chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm, tối thiểu là 5 tới 7 ngày. Trước mỗi đợt có cảnh báo mưa lũ, tuân thủ hướng dẫn của chính quyền cơ sở, nâng cao kỹ năng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Với những dự báo từ sớm sẽ giúp chúng ta kịp thời đưa ra những cảnh báo và các kịch bản có thể chủ động ứng phó với những hình thái thời tiết bất thường, từ đó giảm thiểu những thiệt hại về người và tài sản.